Sáng nay ngày 20 tháng 8 năm 2015, trên sân vận động Cẩm Phả, các cầu thủ Than Quảng Ninh có buổi tập nhẹ trước khi lên đường đến Tam Kỳ làm khách trong trận đấu với chủ nhà QNK Quảng Nam. Huấn luyện viên Phạm Như Thuần đã cho các cầu thủ tham gia các trò chơi với bóng, tạo không khí hứng khởi, vui vẻ trong buổi tập. Tiền vệ đội trưởng Minh Tuấn không có mặt trong buổi tập vì đau nhẹ. Theo kế hoạch, sau bữa cơm trưa tại trung tâm huấn luyện, 13 giờ 20 phút, đội di chuyển đến sân bay Nội Bài đáp chuyến bay tới Đà Nẵng, sau đó di chuyển bằng ô tô đến Quảng Nam trong tối nay. Chiều mai, đội bóng sẽ có buổi tập làm quen sân trên sân vận động thành phố Tam Kỳ. Thông tin chi tiết về trận đấu này, chúng tôi sẽ cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!